Chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore ngày hôm nay. Mình muốn giới thiệu quý vị một cái phương cách trị nám mà của Billmore rất là thành công trong thời gian qua cho rất là nhiều khách hàng của Billmore. Nhưng quý vị biết đó là nám không chỉ những là ở bên ngoài da, mà nguyên nhân nám đa số là từ bên trong da bởi vì mình thiếu những cái chất vitamin cho da. Đồng thời mình thấy khe cái da mình nó không có được cản lão quá mà cứ để nó lão quá theo ngày qua ngày nó nặng hơn. Đó là hai nguyên nhân chính cho một làn da bị nám. Thường thường đó là người Mỹ họ không gọi là nám da mà họ gọi là lão hóa da ở cấp độ nặng. Thì thưa quý vị, để chặn cái vấn đề đó lại chúng ta cần làm gì? Thứ nhất, nếu quý vị muốn ngăn cản cái làn da quý vị mà không còn lão hóa da nữa, nó rất là khó, chỉ cản nó chậm lại tiến trình lão hóa mà thôi. Thì vitamin là một trong những cái loại thuốc mà có thể giúp hỗ trợ cái cơ thể quý vị chặn lão hóa. Mà khi quý vị không bị lão hóa, không bị già nua cái cơ thể thì cái làn da cũng sẽ tươi. Một cái cơ thể chúng ta có thể là chúng ta lên càng lớn tuổi thì dĩ nhiên tóc phải bạc, da phải nhăn, nhưng mà chúng ta giới hạn được những cái vấn đề xảy ra cho làn da chúng ta nếu chúng ta dùng đúng cách với vitamin. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu quý vị một cái cách mà giúp quý vị chặn lão hóa da và tái tạo lại một làn da mới hoàn toàn là đẹp hơn và tươi hơn làn da ngày xưa của quý vị đang có bị từng bị nám. Thưa quý vị, đầu tiên là vitamin. Vitamin là một cái loại mà hỗ trợ rất nhiều cho cơ thể, nhất là retinol. Retinol gummy, thưa quý vị trên màn hình cũng sẽ thấy được, đây là một cái loại viên thuốc nhai đầu tiên được mệnh danh là the world first gummy, là tái tạo lại cái làn da tươi trẻ và mịn màng. Thưa quý vị, trong này đã nó có 10 cái chất mà giúp cho quý vị mờ đi những đốm tàn nhang đồi mồi bởi vitamin A. Đặc biệt nhất đó là 10 cái vitamin của nó sẽ tái tạo lại sự săn chắc của làn da và sức khỏe của cơ thể quý vị. Quý vị nhớ ngày xưa đó, khi những người bị nám nặng thường thường tìm đến những bác sĩ da liễu, thì lúc đó người ta cho thoa một cái loại cream gọi là retinol cream, là một cái loại cream làm từ vitamin A, nó rất là nặng. Người ta luôn luôn dặn quý vị là chỉ được thoa một tuần một hoặc là hai lần mà thôi, và tuyệt đối là không được thoa dày, thoa một lớp mỏng. Và đặc biệt nữa là không được ra ngoài nắng, giới hạn nắng tối đa có thể. Thì rất là nhiều người lạm dụng, tại vì nghĩ rằng thoa nhiều sẽ tốt và chúng ta không có cản nắng kỹ, cho nên cái hậu quả nó nhiều hơn cái hiệu quả. Vì vậy mà Billmore đã sáng chế ra được một cái viên kẹo nhai dùng để nhai vào trong cơ thể. Và chính những cái men vitamin A đậm đặc đó, nó đưa vào trong cơ thể quý vị để làm mờm những cái đốm tàn nhang và đồi mồi, là đốm nám trên da quý vị, mà không phải lo là phải sức chống nắng, không phải lo là phải tránh nắng hoàn toàn, và đặc biệt rằng không phải lo là bị lạm dụng thuốc sẽ làm bỏng da. Thì Retinol Gummy đã thành công ở thị trường Mỹ. Người bản xứ đã dùng rất là nhiều để họ làm mờ đi những đốm tàn nhang bẩm sinh trên da của họ. Thì đây là cái viên mà giúp quý vị một ngày chỉ 2 viên thôi để rebuild lại cái tế bào da quý vị từ bên trong cơ thể quý vị. Cái thứ nhì là nhau thai cù. Quý vị từng nghe là nhau thai cù Billmore nổi tiếng là về trị nám. Là bởi vì nhau thai cù nó gần giống như cái tế bào của nhau thai người, cho nên nó giúp làm reborn lại cái làn da rất là hay. Đặc biệt nhau thai cù của Billmore 100% gồm có 80% là nhau thai, và những phần trăm còn lại là nước cất mà thôi, cho nên nó rất là đậm đặc. Thì quý vị chỉ cần thoa lên chỗ nám mỗi ngày một lần buổi tối, rồi sau đó sức dưỡng da lên thì cái làn da quý vị sẽ được tái sinh rất là nhanh. Thú vị, nhau thai cù này nó không có kỵ nắng. Cái hay nữa đó là nó sẽ giúp ngoại trừ là làm đều màu da, làm mờ những cái đốm nám mà hàng 10 năm trở lên. Cái thứ nhì nữa là nó làm cho quý vị khít lỗ chân lông, những cái đốm tàn nhang đồi mồi mờ đi, kèm theo da quý vị tươi, sáng và mịn màng hơn. Cái đến nữa thì nó giữ được cái độ ẩm sâu cho da và tái sinh làn da quý vị. Thì nếu cách dùng như thế này, nếu quý vị là những người bị nám nặng mà nám lâu năm mà không trị được, thay vì quý vị đi chạy laser mà quý vị hồi hộp không biết rằng là nó có hết hay là không, và nó nhanh hết thiệt, nhưng mà thời gian cái tế bào của da bị tổn thương nó sẽ phát sinh lại từ bên trong cơ thể quý vị, bởi vì nám đa số từ bên trong. Thưa quý vị, trước nhất là quý vị nên dùng là Retinol Gummy. Mỗi sáng quý vị nhai 2 viên Retinol Gummy thì nó sẽ làm trắng da, sáng da. Và lúc này ở ngoài da quý vị đó, quý vị sức nhau cù mỗi đêm. Nhau cù này đặc biệt là khi quý vị mua về đáng quý vị phải để trong tủ lạnh, bởi vì nó là một cái loại nhau tươi, cho nên chỉ cần quý vị mở ra là nó sẽ tanh, chỉ sau 5-10 tiếng đồng hồ sau thì quý vị phải mở ra và để tủ lạnh liền đó.
Thì quý vị để từng chai tủ lạnh và mỗi tối mình lấy mình thoa lên những cái chỗ nám. Sau đó thoa Dux Bath Rectifier lên, là một cái loại cream làm từ hoa cúc để làm trắng da và làm đều màu da. Thì cách sử dụng thưa quý vị là thoa nhau cù mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ. Và sau đó mình thoa kem Dux Bath Rectifier lên. Thì cái làn da quý vị nó sẽ sáng và sẽ mịn, sẽ mượt chỉ sau khoảng 10 ngày đến 2 tuần lễ. Quý vị sẽ thấy ngay cái kết quả là bắt đầu cái da quý vị thay đổi liền. Rồi, và mỗi ngày quý vị sáng, quý vị bụng còn đói đó, mình nhai 2 viên Retinol là rất là tuyệt vời. Buổi sáng thì quý vị có thể dùng tế bào gốc, kem tế bào gốc của Biomore cũng được. Đó, những cái loại cream buổi sáng chỉ là moisturize thôi, chỉ là dưỡng da và chống nắng thôi. Quan trọng nhất là ban đêm khi quý vị lên giường rồi. Thì đây là những cái sản phẩm mà thật sự ra quý vị rất là cần để mà trị nám cho quý vị. Cái vitamin đó quý vị nó cần hơn tất cả mọi thứ. Thì hãy dùng vitamin để làm đẹp da. Có nhiều người đó quý vị biết là khi mà mình bị nám đó, quý vị nghĩ rằng là tại vì tôi không biết dưỡng da, tại vì tôi đi nắng nhiều. Thật sự không phải. Một phần quý vị đi nắng nhiều thì cái da quý vị đó nó chịu áp lực của môi trường, của nóng quá, lạnh quá. Nhưng mà nếu quý vị dùng Retinol Gummy thì nó sẽ giúp cái da quý vị chịu được cái nóng của cái nắng mà nó không ảnh hưởng nhiều tới da, bởi vì nó có vitamin trong đó bảo vệ rồi. Rồi, kế đến nữa đó là nhau cù. Thì thưa quý vị, có nhiều người họ nói như vậy là từ tuổi 35 tuổi trở lên, nếu mà bắt đầu bị nám đó thì sẽ rất là khó trị, là vâng. Bởi vì lúc đó cơ thể quý vị đó nó giảm xuống tối đa những cái hormone, những cái chất trong cơ thể quý vị, thì quý vị cần phải có đủ vitamin để mà làm đẹp da. Biomore đã thành công rất là nhiều năm về vấn đề trị nám da cho quý vị bằng nhau thay cù. Và gần đây nhất, Biomore đã may mắn tung ra thị trường những cái loại vitamin mà hiện giờ là người Mỹ họ mua rất là nhiều. Quý vị có thể lên như là những cái trang web của Mỹ, quý vị thấy cũng có là Retinol Gummy. Đặc biệt quý vị lên cái trang web là thisisembody.com, thisembody.com, thì quý vị thấy cái Retinol là number one sale hiện giờ. Number one sale hiện giờ của thị trường Mỹ. 10.000 chai chỉ trong vòng 2 tuần lễ là người ta đặt hàng sẵn hết rồi. Thành ra khi mà về nó liên tục, phải về liên tục hay là không có đủ. Thì đây là cái viên thuốc rất là đẹp để mà dùng lại tái tạo da, làm trắng sáng da, làm tươi da mà quý vị không cần uống cả bụm vitamin khác. Bởi vì mình nó đã có 10 loại vitamin trong đó rồi. Đây dường như là thần dược của những cái đốm tàn nhang. Một vấn đề nữa, khi quý vị vào cái mùa hè, đa số quý vị thấy rằng ôi cái da của tôi đó nó sao đậm hơn và tàn nhang nó đậm nhiều hơn nữa, là không phải là tại vì kem mà tại vì cơ thể quý vị. Cái làn da chúng ta đó, khi mà cái làn da chúng ta gặp cái áp lực nóng thì đậm tức nó sẽ sậm màu xuống, lập tức nó sẽ sậm màu xuống. Cái thứ nhì nữa là nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy là nó đen hơn, nhưng mà đó là cái phản ứng tự nhiên của melanin. Khi chúng ta bị bắt nắng nhiều quá thì melanin nó sẽ nổi lên rất là nhiều để nó bảo vệ da chúng ta không bị ung thư, mà đó là một sự vô tình làm chúng ta không có vừa ý. Thì khi quý vị thấy trong những ngày nắng nóng mà làn da mình á, mình không có ra ngoài nắng, mình ở trong nhà, mình lái xe trong mát, mà tại sao những cái đốm tàn nhang đầu mùa nó nặng hơn, thì đó chứng minh rằng cái da quý vị đang bị nhiệt. Thì hãy bảo vệ da, tránh nó bị nhiệt, tránh nó làm bị tổn thương tế bào bằng cách dùng vitamin của Retinol Gummy. Retinol Gummy có 10 loại vitamin trong đó để bảo vệ tế bào da quý vị. Đặc biệt nó giúp quý vị chẳng những là giảm rụng tóc, tóc nó mọc dày hơn mà mịn hơn. Cái hay nhất của nó là nó giúp thanh lọc được cái những cái đốm tàn nhang đầu mồi nó mờ dần đi. Đó là cái tuyệt vời của Retinol Gummy. Thưa quý vị, cái bộ này ngày hôm nay quý vị mua một cái hộp nhau cù là 200 đồng. Quý vị dùng được 6 tuần lễ, tại vì trong này nó có 6 chai. Mỗi chai dùng được 1 tuần hoặc là 10 ngày. Thì một cái hộp như vậy đó là 200 đồng. Quý vị sẽ được tặng kèm theo là 2 chai gummy. Thưa quý vị, 2 chai này mỗi chai 38 đồng. Đó là 2 chai là 76 đồng rồi. Đúng không? Thực sự ra đó là rất là tốt. Quý vị mua một cái hộp nhau cù 200 đồng được tặng như vậy. Riêng cái Dux Bath Rectifier nó rất là tuyệt vời thưa quý vị. Nó tuyệt vời ở chỗ này nè. Quý vị biết đó là nó giúp hỗ trợ cho làn da quý vị được đều màu hơn và tái tạo da một cách an toàn. Không phải bằng hóa chất mà bằng cái hoa cúc, bằng kén tằm. Đó là những cái chất mà giúp hỗ trợ tế bào sức sống của da. Một hộp như vậy là 60 đồng. Thì chương trình đặc biệt này, quý vị mua cái bộ trị nám này
chỉ trong lúc chương trình này mà thôi. Một cái hộp nho cù 200 đồng, quý vị được tặng lại 3 món. Thứ nhất là một cái hộp kem trị nám trị giá là 60 đồng. Hai chai gummy là trị giá là 76 đồng nữa, là 136 đồng. Có như quý vị được giảm là trên 60% rồi. Chương trình sẽ chấm dứt trong chỉ ngày hôm nay mà thôi, quý vị phải gọi ngay bây giờ để được chương trình này. Ngọc Nhi mong quý vị hãy thử ngày hôm nay tái tạo tế bào da một cách đúng cách và an toàn, để biết được rằng thật sự tái tạo tế bào da không khó, trị nám không khó. Nhưng mà cái khó là tìm đúng sản phẩm và dùng đúng cách, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị từ lâu đã yêu thương, tin tưởng Billmore và đã dùng sản phẩm Billmore. Có hàng ngàn tin nhắn gửi vào và nói rằng đã thành công khi trị nám với Billmore. Chúng tôi trị từ trong ra ngoài, chứ không phải chỉ đi tẩy da, làm trắng da bằng những cái chất mà làm trắng da từ cái bleaching, là từ cái chất mà tẩy trắng da của mỹ phẩm. Đó rất là nguy hiểm. Và khi quý vị bị tẩy trắng da rồi thì sau này bên trong nó đẩy ra nữa, rồi tẩy nữa, tẩy mãi cả đời thì làn da sẽ rất là hư. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình đặc biệt này hãy gọi ngay bây giờ 1-888-933-7624 trước khi chương trình này hết hạn. Mình cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Ngọc Nhi và Billmore trong suốt nhiều năm qua. Hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Và kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.